Hello, xin chào các bạn nha. Mình đang đi trên đường Nơi Chăn Long nè. Nơi Chăn Long quận Bình Thạnh các bạn. Hồi nãy đang chạy Grab chở khách đó, thì có một cuộc gọi đến. Và mình định là không có bắt máy, tại vì đang chở khách, đang chạy xe đó. Định cũng không bắt máy đâu, nhưng mà suy nghĩ sau đó mới bắt máy lên. Thì có một cái cô đó chứ cũng lớn tuổi, nghe giọng cũng lớn tuổi đó. Thì chị cổ mới nói là phải Thạch Anh không? Thì mình nói là dạ phải rồi cô ơi. Thì cổ mới nói là thôi con chạy qua nhà cô đi, cô cho mấy cái điện thoại về nhà để con nghiên cứu nè. Tại thấy con hay quay mấy clip con nghiên cứu điện thoại nọ. Thì mình nghe mình mừng quá trời. Cái cổ nói là địa chỉ nhà cổ là ngay chỗ đường Nơi Chân Long, đi qua cái cầu xíu là có cái nhà hàng Awa đó. Thì mình cũng không có biết là nó là nằm khúc nào nữa. Thì mình cứ chạy đi thử lại. Thì mình nhớ là trên cái đường Nơi Chân Long nó có cái nhà hàng Awa đó. Thì mình đến đó rồi mình hỏi cái nhà của cô đó thôi. Cô nói là qua cái cầu có nhà hàng Awa rồi đi vô cái hẻm xíu là hỏi người ta nhà cô nằm ở đâu. Đây nè các bạn, mình thấy cái cầu nè, cầu Băng Ki nè. Đúng rồi, nãy cô có nói là cầu Băng Ki, mình do mình nghe không rõ đó. Tại cô lớn tuổi rồi, cô nói chuyện nghe không có được rõ. Đúng rồi, cầu Băng Ki nè, qua cầu Băng Ki thì có nhà hàng Awa nè các bạn. Đó, phía trước là nhà hàng Awa Palace. Cái nhà hàng này lúc trước mình có vô đây chụp hình cưới ở đây rồi. Nhà hàng Awa Palace nè. Thì kế bên đây nó có một cái quán cà phê. Cái con hẻm này nó có một cái quán cà phê nè. Đây đúng ở đây có hẻm nè. Cái hẻm kế bên nhà hàng là để mình đi vô cái hẻm kế bên này nè. Vô hẻm này mình hỏi nhà chú Năm thử. Chú ơi, cho con hỏi ở đây chú biết nhà chú Năm không? Nhà chú Năm. Dạ, không biết hả chú? Năm gì á? Năm gì vậy? Tại con để con hỏi điện hỏi thử. Quên nước tiêu dạ. Dạ, ở đây nhiều năm quá nên hỏi chú không biết, để con gọi điện hỏi. Mình hỏi được nhà các bạn. Là nhà chú Lâm chứ không phải là nhà chú Năm. Tại qua điện thoại thì mình nghe không có rõ. Nhà chú Lâm. Lại cái chỗ tiệm tạp hóa là thấy. Thì mình chạy vô. Nhà chú Lâm. Hành trình đi tìm nhà chú Lâm. Thẳng vô có tiệm tạp hóa. Hẻm này người ta giữ xe. Đây thì là quá nè các bạn. Quá. À thấy rồi, thấy cô. Như là cô đứng kia kìa. Như là cô này. À cô, dạ chào cô. Dạ. Dạ dạ. Tới nhà cô nè mọi người. Này. Đấy. À nhà cô là nhà trọ. Để cô vô nhà cô lấy đồ các bạn. Nhà trọ ha. Số 255 xẹt 65G nè. Nơi Chăn Long. Đây cô. Ôi cô sao nhiều vậy? Không, cái này là của dạ. Của cái này thì à đồ mấy cái đồ cho. Của cổ luôn á. Dạ. Còn cái này là của cô biết sao không? Dạ. Khi cô cầm hoài à dạ. Thì nó mới vô điện. À là nó hư. Bây giờ cái xe, hư cái nó cắm ấy luôn rồi cho nên dạ. Cháu coi chấm hết lại giùm cô. Dạ. Coi chấm lại giùm cô cái này. Cái dạ. Này là của cháu của cô. Con dạ. Có sửa được không? Dạ. Cái này là của nhà cô. Dạ, hết thời luôn. Samsung cái này không? Là của cô. Cái này của cô. Dạ. Cái này của cô. Thì coi cái nào chấm lại được giùm cô á thì dạ. Chấm dạ. Thì còn mang qua cho cô. Dạ. Còn dạ. Cái nào chấm được thôi. Dạ. Còn cái này á thì cho cháu. Dạ. Đó. Cái này là đồ cổ hả cô ha? Cổ không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dạ. Cái cục này cục gì đó nhỉ? Cái dạ, cục rồi. Gì đó. Cái này là mình xài từ xưa giờ hư cái mình để luôn hả con? Cái này hồi mới. Dạ. Cái này hồi mới. Dạ. Thì mấy này đời mới nè. À, cái này không nghĩ là hư chân sạc, này nghĩ là hư chân sạc. Cầm ở đây nè, vịn hoài nha. Dạ. Còn mấy để xuống nhẹ nhẹ thì nó mới vô. Rồi, nó cái chân giờ rồi. Giờ cầm cái nó không vô luôn. Dạ. Cái này của cô nhỏ. Cái này để về con thái chân sạc cho cô ha. Cái này của nhỏ cháu. Dạ. Đó cái này của cô nè. Đó cái này của nhỏ cháu luôn nè. Dạ. Đó cái này của cô luôn. Ồ, quá trời luôn. Thì coi có chấm lại cái gì được cái thì, dạ. Thì chấm mang qua, dạ. Còn cái nào dạ. Mà không được thì thôi. Dạ. Nhưng còn biết cái này rồi, dạ. Cái này thì cho cháu. Rồi, cảm ơn cô nhiều quá trời luôn. Dạ. Dạ. Hồi cô nhiệt tình quá. Cô biết con qua YouTube hả? Thì đó. Dạ. Thấy trên đó đó, thấy cũng mê đam mê dạ. Quá hơn. Dạ, cũng cảm ơn cô nhiều. Con nãy cũng con đang chạy Grab nè, nghe cô gọi con chạy qua luôn. Đây
thấy cháu thích sửa sửa này kia, thành ra mình cho để có điều kiện để nghiên cứu sửa chữa. Cảm ơn cô nhiều quá rồi, nhiều quá. Cái Samsung nó về con sẽ thay chân sạc cho cô. Thì cái đó nó hơi chân sạc thôi. Dạ. Thì mấy cái kia chỉnh được thì chỉnh, sửa được thì sửa, chấm lại tiền bạc này kia cô gửi, còn mà cái nào mà quá thì kệ, cứ bỏ đi. Cô. Dạ. Để cháu nghiên cứu. Dạ. Cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Rồi con chào cô, không đi nha. Có gì con gọi cho cô nha. Rồi. Dạ. Rồi tốt bụng với cô tên gì? Lấy tên ông Lâm. Chú Lâm ha. Dạ, chú Lâm. Dạ. Số nhà 255 65G đường Lương Căn Long. Dạ, không biết rồi. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Dạ. Các bạn thấy cô rất là tốt, cô cho mình một số điện thoại để về mình nghiên cứu. Dạ, cảm ơn cô, con đi nha. Đi đường này luôn. Dạ, dạ. Đường này cũng ra được. Này nhà trọ cô luôn hả cô? Dạ. Rồi con đi ha. Dạ. Rồi cảm ơn cô. Thôi mình đi nha mọi người. Rồi đi đường này. Dạ. Đường này ra rồi quẹo bên cái trái rồi đi lên trở về đường cũ. Dạ, dạ, không biết rồi. Nó kế bên nhà hàng ha, hẻm là kế bên nhà hàng luôn. Không, cái hẻm này á, hẻm bên đây là nó kế. Dạ. Còn hẻm này á là hẻm chơi, còn hẻm phía trước. Vậy rồi, cảm ơn cô đi nha. Dạ. Có gì xong con gọi cho cô nha. Máy bay cô dạ. Mình đi nha mọi người ơi. Cô cho mình một số điện thoại. Mình thấy một số cái còn rất là ok luôn đó rồi. Lát nữa để mình mở ra cho các bạn xem nha. Ra đường nơi Văn Long tiếp. Cái nhà của cô cũng rất là dễ tìm luôn. Tại ở đây là như là cái chú này là chủ nhà trọ đó. Chú Lâm là chủ nhà trọ, là chồng cô. Nên ai cũng biết á. Cho thuê nhà trọ nên cái khu này nhắc tên chú Lâm là biết liền rồi. Mình ban đầu mình nghĩ là cô cho mình nó khoảng tầm 3-4 cái, 4-5 cái thôi. Mà cô xách cái nguyên bọc luôn. Rất là bất ngờ các bạn. Rất là bất ngờ luôn. Để lát nữa mình ghé vô quán nước nào mình ngồi mình mở ra coi ha. Mở ra cho các bạn coi. Đây mình có luôn một mớ điện thoại luôn nè các bạn ơi. Đó. Đây. Samsung Galaxy Note nè. Samsung Galaxy Note hai cái luôn. Đây hai cái y chang nhau luôn, hai cái Samsung Galaxy Note nè. Đó, đây một cái Galaxy Note nữa mà Note này nó loại nhỏ hơn. Đây. Nokia Express Musit nè. Cái con này ngày trước mình có xài một lần rồi. Đó. Con này N, dòng N mà không biết N mấy nè. Nó bị bay màu hết rồi. Hôm nay mình chỉ khoe cho các bạn xem là những cái điện thoại này thôi. Viettel. Hôm sau thì mình mới làm cái clip để mình test những cái máy này, Samsung nữa các bạn. Samsung này cũng nổi tiếng một thời lắm nè. Đây, Samsung với lại Kion nè. Kion này nhà mạng khóa sao á. Mobile. Này. N, cái này không phải N mà Express Music. Cái con này lúc trước mình có ăn cây. Cái này là cái mấy cái máy C1 nè. C1 là Samsung các bạn nha, C1 nè. Nokia C1. Đó. Đây, 1280 nè các bạn. 1280. Mấy cái Samsung nè, Samsung cùi bắp nghe gọi nè. Có cả Echo nữa. Đó. Mấy cái máy này không biết còn sống hay không. Chưa có thử. Đó. Đây, nghe con này nhìn đẹp mà. Cái con này trước mình có sử xài rồi. Ở đu lên luôn nè. Còn lên nữa các bạn. Nè còn lên nè. Ồ vậy là trong cái đống này còn máy ngon. Đó. Để về nhà trong clip sau thì mình sẽ test từng cái máy cho các bạn xem nha. Hôm nay thì mình chỉ khoe cái đống máy này cho các bạn sẽ thôi. Đó. Đống máy được chú Lâm tặng cho. Đó. Rồi chào tạm biệt các bạn nha.